Vào khoảng 23 giờ đêm qua ngày 24 tháng 10, một vụ tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô đã xảy ra trên cầu Vĩnh Tuy hướng về trung tâm bến bãi Gionmang, khiến giao thông qua khu vực này rơi vào tình trạng ùn tắc. Tại hiện trường vụ tai nạn, hai chiếc xe ô tô bị đâm nát đầu, một xe lật ngửa bụng giữa đường, các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được làm rõ. Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa ba ô tô trên cầu Vĩnh Tuy. Nguồn clip: những hình ảnh ghi lại tại hiện trường vụ tai nạn.